Con chào sư, con có một người bạn hay khuyên kêu gọi người khác đọc tụng chép kinh Địa Tạng chú Đại Bi. Con biết là theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì không có những nội dung trên. Sư có thể chia sẻ góc nhìn nhân quả của sư về vấn đề này hay không? À, sư chủ trương là mình hạn chế bài xích, hạn chế công kích bất kỳ ai và nói là họ sai. Bởi vì khi mà mình nói là họ sai đó thì cái phản ứng đầu tiên của họ là họ chống lại nó. Và khi một người họ đã có cái phản ứng là chống lại mình thì những cái lời nói của mình sau đó nó sẽ không lọt vào lỗ tai của họ nữa, bởi vì họ đã có cái thái độ chống đối mình rồi. À, trừ khi nó có một số cái trường hợp mà mình không thể nói khác được, hoặc là con người đó là mình thấy là họ sẽ dễ dàng chấp nhận cái lời dạy của mình, cái lời nói, cái lời khuyên của mình, thì sư mới nói là cái này anh làm sai rồi. Còn nếu không á, thì sư không có chủ trương là mình nhảy vào mình nói họ sai. Ngay cả bây giờ thì sư phải nói là thời gian gần đây sư rất ít khi sư vào Facebook. Nhưng mà khi có những lần mà sư vào đó, sư thấy có những người họ phát biểu những cái vấn đề liên quan tới Phật pháp mà họ phát biểu sai lầm, hoặc là họ phát biểu những cái nhìn về cuộc sống của họ mà họ phát biểu có vấn đề. Sư không có vào sư nói, sư không có hướng dẫn, sư không vào sư nói, sư không nói với họ là họ sai, sư không nói với họ đây là cách đúng. Bởi vì chỉ đơn giản là họ nói ở trên trang của họ, ở trên cái lãnh vực cá nhân của họ, trên nhà của họ, họ có mời mình đâu, họ có kêu mình đâu, họ có nhờ mình đâu, mà mình nhảy vào mình nói thì tự nhiên là mình trở thành con người nhiều chuyện. Và khi họ không sẵn sàng họ nghe nữa, mà mình nói là họ sai thì họ sẽ có cái thái độ chống đối ngay lập tức. Không dễ mà tìm một người mình nói là họ sai mà họ hoan hỷ, họ chấp nhận điều đó. Không dễ đâu. Thành ra có những người mà họ không mời, không thỉnh, không kêu, không nhờ thì làm ơn làm phước đừng có nhảy vào nói là họ sai. Đâu ai mượn. Mà mình nói là cũng chỉ để thỏa mãn cho mình thôi chứ họ đâu có nghe. Cho nên là tại sao mà sư có cái tiết mục vấn đáp ở đây? Tại vì cái tiết mục vấn đáp ở đây đó là dành cho những người nghe sư nói. Và đây là cái sân nhà của sư, đây là cái nhà của sư. Sư muốn nói gì sư nói. Đương nhiên là sư nói sư chịu trách nhiệm nhân quả trước những lời sư nói. Còn chỗ của người ta là mình đâu có chạy vô, quý vị có thấy bao giờ những cái trang, những cái vị khác vấn đáp Phật pháp chẳng hạn, ví dụ như vị thầy này vấn đáp Phật pháp, vị sư kia vấn đáp Phật pháp, vị thầy này giảng, vị sư kia giảng, sư nhào vô sư bình luận không? Không hề. Đấy, tại vì không ai nhờ hết trơn. Thành ra cái việc này cũng vậy. Bạn thì mình phải xem coi là mình có thuận tiện để mà mình hỏi, mình nói, mình nhắc hay không. Bởi vì mình nên biết là họ đâu có nhờ mình, họ đâu có mượn mình. Và nếu mình không khéo đó, mình sẽ gây một cái tác dụng ngược thì nó không có nên. Rồi một cái vấn đề nữa, nếu như là sư, nếu như là bạn của sư, hoặc đây là đệ tử của sư, hoặc đây là thầy của sư, tức là một cái người mà sư cảm thấy họ sẵn sàng để họ nghe, thì sư sẽ có những lời đề nghị như thế này. Cái kinh này nó có ý nghĩa như thế nào? Cái ý nghĩa giáo lý để mà mình có thể thực hành nó là như thế nào? Và những cái bài chú như vậy đó, ý nghĩa nó là gì? Thì khi mà mình hỏi sâu về như vậy đó, họ sẽ bắt đầu họ thấy nó lúng túng. Và có khi cũng nhờ mình hỏi như vậy, họ sẽ có cái nỗ lực, họ sẽ có động lực để họ tìm hiểu cái nội dung của những bài kinh, của những bài chú mà họ chép. Rồi tiếp nữa sẽ hỏi là bây giờ bạn có thấy là có những trường hợp ấy là không có nên, không có cần thiết tụng cái bài kinh này, bài chú này, có không? Ví dụ như đối với những cái người mà họ nặng về trí tuệ đó, họ nặng, họ mê hành thiền,
mình kêu họ chép ba cái kinh này, mình kêu họ tụng ba cái chú này, họ có chịu không? Như không ạ. Đấy. Rồi những cái người mà họ mê nghiên cứu giáo lý, tìm hiểu kinh tạng suy ra tận gốc rễ, mà mình kêu họ bây giờ thuần túy là đi cái hướng niệm tin như vậy, họ có chịu không? Như không ạ. Thì khi mình đề cập như vậy, họ sẽ thấy là cái vấn đề của họ nó không có hoàn mỹ, nó không có hoàn hảo, và thì mình có thể mình đi tiếp một bước nữa, mình có thể mình gợi ý đó là nó thiệt với bạn, chứ còn tôi thì tôi quan niệm là mình tụng cái kinh gì mình hiểu được nó mình mới tụng, mà còn mình tụng mà mình không hiểu thì nó kỳ ghê lắm, nó kỳ lắm. Tụng kinh phải hiểu kinh. Như là Phật nói đó, kháng kinh giả, minh Phật chi lý, lễ Phật giả, kính Phật chi đức. Tức là xem kinh và hiểu nghĩa kinh, lễ Phật là kính cái đức của Phật, chứ không phải là mình ngồi đó mình nhờ rồi Phật nào rước mình. Thì đương nhiên là với từng cái trường hợp khác nhau thì sư sẽ có những cái phương pháp khác nhau, nhưng đó chỉ là cái sự gợi ý của sư thôi. Và đương nhiên á, là cũng phải tùy trường hợp, và mình xem họ có sẵn sàng để họ nghe mình nói hay không. Chứ còn với những người họ không có mượn, họ không nhờ, họ không muốn nghe mà mình nói thì nó phản tác dụng. Lúc đó là tự thân mình rước phiền não vào người. Và có một điều nữa mà sư đề nghị như thế này. Thay vì đó mình mất thời gian mình nói người này sai, người kia sai. Thứ nhất là như hồi nãy sư nói rồi, tao không ai mời, không ai muốn nghe hết trơn. Và thay vì như vậy thì chúng ta nên cho người khác nhiều sự lựa chọn. Ví dụ như mình thay vì mình chỉ trích thì mình tuyên truyền cái đúng, tuyên truyền chánh pháp, tuyên truyền phương pháp từ tâm, tuyên truyền phương pháp thực hành cái hạnh bố thí theo đúng giáo pháp, tuyên truyền cái việc là giữ gìn giới hạnh của người cư sĩ tại gia, tuyên truyền một cái đời sống thiện lành, tuyên truyền một đời sống có từ tâm, có bi tâm, có hỷ tâm, có xả tâm, tuyên truyền một đời sống có chánh niệm. Thì như vậy đó nó có lợi ích hơn, và sẽ có những người họ sẽ quay lại với chánh pháp, họ sẽ nhìn với chánh pháp. Xin hỏi quý vị nha, giả sử như mà trước đó quý vị chưa có biết Nam Tông, chưa có biết Phật giáo Nguyên Thủy, chưa biết Kinh Tạng Nikaya, quý vị nhờ vào đâu mà quý vị quay qua quý vị nghiên cứu Kinh Tạng Nguyên Thủy, nghiên cứu Kinh Tạng Nam Truyền, nghiên cứu Kinh Tạng Nikaya? Có phải là nhờ ai đó nói là anh làm sai rồi, anh làm gì không đúng đâu, anh làm gì đi địa ngục? Nếu như có một người mà nói quý vị như vậy thì quý vị khi quý vị còn đang có cái niềm tin mãnh liệt, khi đó quý vị suy nghĩ là quý vị sẽ phản ứng như thế nào? Mình sẽ xắn tay áo lên, mình gân cổ mình cãi, hoặc là nếu như mà mình ở trên mạng mình cào bằng phím là mình nói cho bằng được. Đừng bao giờ nói lý với họ, bởi vì nói lý với họ chẳng khác nào nói lý với phụ nữ. Và quý vị suy nghĩ coi, quý vị cái nguyên nhân nào mà quý vị quay lại với Phật giáo Nam truyền là nhờ quý vị đọc những cái kinh tạng mà nó đúng với chánh pháp, nhờ quý vị nghe những bài pháp nó đúng với chánh pháp, nhờ quý vị thực hành những phương pháp đúng với chánh pháp mà qua đó quý vị có được những cái sự lợi lạc, và quý vị cảm thấy là con đường này là con đường đúng đắn. Cho nên thay vì mình dành thời gian để mà mình chỉ trích người khác và mình rước phiền não vào thân, thì mình nên cho người khác nhiều sự lựa chọn, bằng những sự lựa chọn đúng đắn, bằng những sự lựa chọn nó chất lượng hơn. Hồi xưa đó tôi nói quý vị, trước khi mà sư xuất gia
Trước khi mà sư vào chùa Nam Tông này để sư xin xuất gia, sư có một suy nghĩ. Bởi vì khi đó, đó sư mê cái bộ cái tạng Kinh Pháp Hoa lắm, sư mê Kinh Pháp Hoa lắm. Thế chưa xuất gia. Và với cái suy nghĩ là mình xuất gia Nam Tông nhưng mà mình sẽ phải học thuộc lòng Kinh Pháp Hoa. Nhưng mà trong một cái dịp đi dân y, trong một dịp đi dân y, và khi mà nó lạ lắm, vì khi mình có cái lời nguyện thì cái phước nó sẽ dẫn mình đi. Và trong cái đợt dân y đó, sư đi rất là nhiều chùa. Có một lần sư đi cho chung một cái chuyến xe, tới bây giờ sư vẫn rất là biết ơn cái anh gì vậy, Giả Quyền Nguyên Can. Khi đó sư vẫn chưa có biết ảnh đâu, chưa biết ảnh đâu, nhưng mà lên chung một chuyến xe đó, ngồi họ thuê một chiếc xe đi, hình như là đi qua bên Tâm Thành, đi qua Thiền viện Tâm Thành. Trên chuyến xe đó anh chỉ nói trong những cái cuộc nói chuyện ấy, của những người Phật tử với nhau, thì anh chỉ nói là có cái lớp kinh Trường Bộ của sư Giác Nguyên hay lắm, nghe chửi đã lắm, mà tự nhiên ai chửi tự nhiên khoái, tự nhiên nghe sư Nguyên chửi mình ghiền, thì sư thấy lạ, sư thấy lạ. Và cơ duyên như thế nào đó, khi mà về đó tìm tìm và tìm ra được cái lớp kinh tạng của sư Giác Nguyên, và nó nếu đúng bây giờ sư phải gọi là ngài Giác Nguyên, với cái lòng kính trọng của sư đối với ngài Giác Nguyên, mở và theo cái lớp Trường Bộ. Và quý vị tin không, khi mà sư, trong cái thời gian mà chờ, trong thời gian chờ cho đến khi mà thuận tiện, thứ nhất là qua hết cái mùa dân y, như là tới cái rằm tháng giêng thì sư mới vào chùa. Và chờ qua mùa dân y, và trong cái khoảng thời gian đó sư học kinh lớp kinh Trường Bộ. Và khi sư học kinh lớp kinh Trường Bộ như vậy đó, sư dẹp Kinh Pháp Hoa một bên luôn. Tại vì sao? Bởi vì nó giống như một người từ xưa đến giờ mà mình thích uống cà phê, mà cho đến một ngày nào đó mình phát hiện đây mới là cà phê nguyên chất, còn đây chỉ là cà phê giảo thôi. Xưa giờ mình uống cà phê giảo mình không biết, bây giờ mình mới chạm vào cà phê nguyên chất, mới à lên một tiếng, thì ra đây mới là cái gốc của Phật Pháp, đây mới là cái chất, đây mới là cái tinh túy của Phật Pháp. Và khi đó sư đi theo kinh tạng năm truyền, và cho tới bây giờ là sư để cái tạng Pháp Hoa một bên luôn. Nói như vậy để quý vị thấy là có những cái cơ duyên mà mình chỉ khi nào mình tiếp xúc với cái kinh tạng nguyên thủy đó, gọi là cái kinh nguyên chất, mình tiếp xúc được với cái gọi là cái cà phê nguyên chất, với cái ca cao đắng mà mình không, thì lúc đó mình mới biết là xưa giờ mình xài cái hàng second hand. Đấy, cho nên ấy, chúng ta phải tiếp xúc nhiều, học nhiều thì mình mới biết được đâu là nguyên chất, và khi mình biết được đâu là nguyên chất thì mình sẽ theo nó. Chứ còn không có nên dành nhiều thời gian ra để mà mình bỏ công sức, mình bỏ cái phiền não, mình mất đi cái sự bình an trong nội tâm, mình đi mình cãi với người ta để mình nói người ta sai, không có nên.